chân lý vẫn luôn sáng soi. Truyền kể nhân gian người xưa tương truyền rằng là ác xa ác báo sẽ tựa như tấm gương phản chiếu tôi đồ. Truyền kể nhân gian người xưa cũng vẫn tương truyền rằng là sống tốt thiện giả thiện lai sánh tựa nhật quang coi trời. Ngày ngày trong cõi nhân sinh bơi tranh quyền đoạt vì chiếc ấm như chớ bàn tay bỏ quên lương tâm con người hận thù chim trong lời danh sống mãi một đời áo vòng nhắm mắt hay ác mộng từng đêm trắng đen vô thường chẳng đẹp tìm trời đâu chưa một ai nghiệp ác dân ta lạc vào tội lỗi u mê càng có nhân tâm hai người đời nuôi cho tương lai bởi lưới trời lồng lộng tuy thưa làm sao thoát nghiệp trần tội lỗi kia đạo lý lương tâm con người ở đời xưa nay nghiệp ác hay nghiệp thiện lành đều cùng bơi gió ta lương tâm mỗi người đều tựa bên ngọc quý mà đất nước do lửa có đất muốn trời chân lý ấy qua ngàn đời vẫn truyền lưu. Chịu nổi chứ. Ừ, đúng vậy. À, tha cho tôi đi mà. Không có kêu quan nữa. Đừng có ngoan cố. Đánh cho đến khi nào nó điểm chỉ. Mau điểm chỉ vô đây rồi nhận tội đi. Tôi không có làm. Đúng rồi. Tại sao bắt tôi nhận tội? Tôi không điểm chỉ gì hết á. Tụi bay mà không có tội hả? Đánh tụi nó cho tới khi nào điểm chỉ thì thôi. Đánh. Nhận tội cho rồi chứ để vậy bị đánh chết luôn đó. Đúng rồi, vậy nhận tội luôn đi. Tao có thù oán gì với mấy đứa nó đâu. Mà đánh đập ra khảo tao dữ vậy chứ. Làm như nó mượn chuyện này nó quýnh vô đả nữ thì có. Chuyện người ta không làm mà nó bắt ép người ta làm là sao. Đúng là quân bất nhân. Ý nhà giàu hiếp đáp kẻ thế cô. Mày có sao không Tèo? Đau chứ. Mày có sao không? Nếu có đau thì mày la lên cho đỡ đau. Mày im vậy chịu sao thấu. Mày đừng nói nhiều quá làm gì. Có người muốn tụi mình chết. Có kỳ quan á cũng ăn thừa thôi. Mày nói vậy làm sao? Cô mày biết chuyện gì hả? Mày không nhớ lúc vừa tới chòi á, thằng Ất nói gì sao? Đúng rồi, nó vừa mới tới chưa nhìn rõ sự việc, nó la hoài quái lên kết tội tụi mình, làm như nó biết trước không bằng vậy đó. Vì nó làm những việc đó cho nên nó mới rành rẽ như vậy. Má nữa, vậy thằng chó Ức nó gài mình. Đúng vậy, thằng chủ đó mới là kẻ đứng sau ném đá vô tai. Thằng Ức á chỉ là con chó thôi. Con chó hả? Con chó mày chửi ai hả? Ức hả mày hả? Ức mày chửi tao hả? Tèo à, Tèo. Coi vậy mà tụi bay cũng có trí chứ bộ. Đâu có ngu như tao tưởng. Nhưng tiếc là tụi mày á đón ra quá trễ rồi. Hả? Tao đã cảnh cáo tụi mày. Đụng đến Trương công tử này thì chỉ có một màu đen tối thôi. Tụi mày biết chưa? Hạng cùng đinh như tụi bay mà cũng muốn đấu với tao sao? Trí cái gì? Chẳng qua là mấy cái trò của tụi tiểu nhân đê tiện thôi. À, cái thằng này mày bị đánh chưa thông đúng không? Còn dám hỗn với Trương công tử nữa hả mày? Mày đáng chết, mày đáng chết. Cho mày chết nữa. Mày có sao không Tèo? Nó không sao.
giờ sao? Mày thích hổn với Trương công tử nhà tao lắm hả? Hả? Hả mày? Tao có làm gì đâu mày đánh tao? Tại vì tao đánh nó không là. Tao đánh mày là. Nên tao thích. Đánh mày được không? Đúng là đồ bệnh hoạn mà. Mày theo thằng chủ của mày không ra gì. Nên mày cũng là súng vật giống như nó. Chửi hả mày? Mày chửi. Chửi. Chửi nè. Cho mày chết nè con. Cho mày chết nè. Mày hả? Mày chửi hả? Đen. Đen ơi. Mày đừng. Có chửi nữa nó quýnh tao chết tao rồi nè Đen ơi. Hai đứa mày á, dám chọc giận Trương công tử, tức là tụi bay đang đụng tới ông trời con rồi đó. Biết chưa mày? Hả? Nghe chưa mày? Nè. Hả? Mày dừng tao lại. Dạ. Có đánh á thì cũng đừng có đánh nó chết. Có chết thì cũng phải chết từ từ. Nó chết sớm quá thì lấy ai ra làm trò cho tao coi đây? Hả? Dạ. Mày ý thế hiếp đáp đàn bà con gái, cho nên tao ra tay bên vực họ. Vậy mà mày sanh lòng thù oán, bày mưu tính kế hãm hại tụi tao. Mày đúng là đồ mặt hàng mà. Tao không điểm chỉ đó, của tụi bay làm gì tao? Đúng rồi cậu hai. Nếu mà tụi nó không điểm chỉ á, thì sao mình kết tội được tụi nó? Mày đúng là ngu thiệt. Không điểm chỉ thì đánh cho tới khi nào nó điểm chỉ thì thôi. Hiểu chưa? Mày điểm chỉ, điểm chỉ, điểm chỉ cho mày. Hả? Trời mày có giỏi, đánh tao nè. Đừng đánh thằng Tèo nữa. Đánh mày hả? Mày hả? Đánh thằng này ngon Tèo. Tèo. Được rồi, dừng lại đi. Tao điểm chỉ. Mày vừa nói cái gì đó? Tao sẽ điểm chỉ. Tha cho nó đi. Mày nói lớn cho tao nghe coi. Tao điểm chỉ nhận tội. Mày tha cho thằng Tèo đi. Mày nhận tội gì? Tao sẽ thú nhận là kẻ đã giở trò đòi bại với cô ghét. Tèo, tao không thể để cho mày chết được. Cậu hai, tôi xin điểm chỉ nhân tội với một điều kiện. Bây giờ mà mày còn đòi điều kiện với tao sao? Tôi điểm chỉ với điều kiện, với một mình tôi nhận tội. Đừng đi. Đừng hả mày? Tôi đồng ý điểm chỉ, nhưng mà tôi nhận tội một mình tôi. Cậu tha cho thằng Tèo đi. Đừng. Mày cao cả ghê ha. Tèo, mày có một thằng bạn thật là tốt đó nha. Làm tao cảm động muốn rơi nước mắt. Được, tao đồng ý. Nhưng mà tao cũng có điều kiện. Tha cho thằng Tèo cũng được, nhưng mà nó phải làm sao để thể hiện cái thành tâm hối lỗi của nó đối với tao. Mày muốn thằng Tèo làm cái gì? Ất. Dạ. Cởi trói cho nó. Đi lấy đồ cho tao. Tao giết mày Ất. Tao giết mày. Tao giết mày. Tao giết mày. Giết hả mày? Giết hả mày? Mày dừng lại đi. Tôi mày chết. Tao sẽ đổ mày chết. Mày hả mày? Tèo à, mày có sao không Tèo? Nó liều quá cậu. Tèo, đem ghế ra cho cậu. Mày, nó liều quá cậu. Mày nhìn đi, cái thứ hổ lốn này là tao sai người lấy ở quán ăn về để cho chó nó ăn. Nếu mày dám thò đầu vô đó gặm một cục xương ra rồi chui qua háng của tao, sau đó giả thành chó sủa ba tiếng gâu 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 thì tao sẽ tha cho mày. Tèo, mình nghèo chứ không chịu nhục như vậy, mày đừng có làm. Mày không dám hả? Cái thứ nghèo hạ tiện như tụi bay có khác gì đâu bỏ đi như đống rác này đâu mà còn sợ nhục sao? Tèo à, tao hỏi tụi bay nè, bây giờ mày sợ nhục hay là muốn chết? Nếu như mày chịu làm theo ý của tao thì tao sẽ tha cho mày. Hả? Sao? Tèo, mày đừng nghe lời tụi đó. Không được chịu nhục như vậy. Mày không được làm chuyện đó. Tao nói mày không được làm. Được. Hả? Tao làm. Mày không được làm. Tèo. Mày đừng có làm. Tao biết.
Mày là bạn tốt của tao, nhưng mà lần này tao sẽ không nghe lời mày đâu. Tèo à, Tèo, đừng, đừng. Sao? Làm đi. Mày làm đi. Hả? Làm đi. Mày làm đi, tao sẽ tha cho mày. Gầm đi, người ta thả mày về. Theo. Làm đi, làm mà. Tao sẽ thả mày về. Theo. Gầm đi. Theo. Đừng. Đừng. Theo. Nó gầm kìa. Chui đi. Chui qua mày. Chui qua. Đi. Chui. 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 Chui đi. Chui qua đi mày. Rồi tao sẽ tha cho mày. Ôi ôi ôi. Nó chui kìa. Ê, nó chui kìa. Chui rồi. Gấu. Sủa đi. Sủa đi. Gấu. Gấu. Tôi đã làm đúng ý của cậu rồi. Bây giờ cậu tha cho tụi tôi đi. Tao chỉ nói chơi thôi mà. Mà mày làm thiệt hả Tẹo? Hai đứa bay phạm tội cả làng này ai cũng biết. Tao đâu có quyền hạn gì mà tha cho tụi bay. Tao bỏ trương khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Khốn nạn. Mày bay đúng là đồ khốn nạn mà. Gọi nó lại. Tốt mà lỏng dây nó trốn thoát. Tụi bay có chịu tội tha cho nó không? Nè, làm cái trò gì vậy? Dừng lại hết coi. Có chuyện gì mà chú ba phải ra đây vậy? Điền ơi, Điền. Con sao không con? Con sao không con? Cậu hai. Tôi lại cậu hai. Tôi lại cậu hai. Cậu làm ơn làm phước tha cho con tôi đi. Tại nó ngu nó dại, nó lưỡng xác, mà nó không biết phải quý, nên chọc giận cậu. Tôi xin cậu hãy nghĩ tình chủ tớ mấy lâu nay mà tha thứ cho nó lần này đi cậu. Thì ra ông chạy tới cầu cứu chú ba. Tụi này nó phạm tội trời trời, lợi dụng con gái người ta bị mất trí, dụ dỗ về chòi để cưỡng bức. Chú ba, theo chú thì tội trạng đó tụi nó có đáng bị trừng phạt không? Cậu ba, tôi bị oan mà cậu ba. Xin cậu ba tra xét cặn kẽ. Cậu ba, con tôi biết tính nết của nó mà cậu. Tôi nói bướng bỉnh, ngang bướng, nhưng mà những chuyện bại hoại như vậy nó không dám làm đâu cậu à. Ông bộn, chứng cứ đã rõ ràng rồi. Sáng ngày hôm qua ai cũng thấy cô gái đó quần áo rách rưới, khóc lóc la lối sùm. Hai thằng này đã làm nhục cổ không. Ai cũng thấy. Việc đã không. Như vậy rồi mà còn quán ức hả? Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Anh hai, em chỉ hơi ngạc nhiên, không hiểu cớ chi anh lại can dự vô việc của làng như vậy. Nào giờ anh vốn là người không thích màng tới việc làng xã mà. Vả lại việc này đâu có xảy ra trong gia đình của mình, cũng không ảnh hưởng tới danh tiếng họ Trương. Tại sao anh lại hậm hực mất thời gian vô nó như vậy? Đành rằng việc này không quan dự tới anh, nhưng mà anh thấy bất bình trước cái việc bất nhân do quân đế tỷ này làm ra. Vậy bây giờ em chỉ cho anh một cách để tỏ rõ nghĩa khí nam nhi,
Chứ em thấy anh đánh đập người ta như vậy không đúng quyền hạn lắm. Được rồi, cách gì? Em nói thử anh nghe. Bây giờ mình cứ theo lệ làng mà làm. Hai đứa này đã bị đánh 100 trượng rồi, nhưng giờ thay vì thích chửi vô mặt, em sẽ bàn với hương chức hội tề đưa tụi nó ra chợ cho bà con bêu rếu rủa xả. Như vậy là nhục nhã cả đời rồi. Dù sao thì mình cũng phải nể mặt chú bụng, trung thành với gia đình mình từ xưa tới giờ. Sau đó thả cho hai tụi nó muốn đi đâu thì đi, không truy cứu chuyện này nữa. Sao, anh thấy xử chuyện này như vậy được chưa? À, anh thấy vậy cũng được. Vậy thì anh nói với đám gia nhân của anh, đừng có đánh tụi nó nữa. Ngày mai tụi nó sẽ được đưa ra xử theo lệ làng. Còn đứa nào vì tư thù cá nhân mà hành động lỗ mãng, làm quấy làm càn, tôi sẽ xử tới nơi tới chốn đó. Vậy tụi bay hơn cho mày. Con không sao đâu con, ổn rồi. Thôi mà đen, thôi thôi đành chịu vậy, chứ biết sao bây giờ. Thà chịu nhục một chút còn hơn bị tra khảo cho tới chết, còn bị lưu đày bị xứ nữa. Cậu ba xử như vậy là mở cho tụi bay một con đường sống rồi đó. Tôi có việc nhờ bà. Tôi đang tìm nơi để gả con gái. Bà thấy chỗ nào môn đăng hộ đối thì mai mối giúp tôi. Công của bà tôi sẽ đền đáp xứng đáng. Chuyện đó thì ông khỏi phải lo. Ông muốn tìm kiếm quyền thế như thế nào, Dương Tôn công tử nhà quyền thế hay thiếu gia con phú hào giàu nứt vách, tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Tôi nghe nói gia đình Bá Hổ Trương ở làng Ninh có gia thế cũng thuộc dòng danh giá. Tôi muốn bà đánh tiếng và nói tốt cho con gái tôi để tôi gả vô nhà đó. Nhà họ Trương ở làng Ninh. Cậu ba là bậc quân tử khôi ngô tuấn tú, nên tôi nghĩ xứng lứa vừa đôi với con gái nhà tôi. Ôi, cỡ như công tử nhà họ Trương thì thiếu gì. À, họ Nguyễn ở làng Xoan, điền sản mênh mông, cò bay thẳng cánh. Hay công tử nhà họ Phù ở Bình Nam được thừa hưởng cả cơ ngơi chiếu hoa, họ đều rất khôi ngô tuấn tú, rất xứng đáng với tiểu thư nhà ông. Tôi muốn gả cho nhà họ Trương ở làng Ninh, và con rể tôi là cậu ba Trương Trung Điền. Sau này đi mấy anh lính ơi, mấy anh lính đợi tôi chút xíu mà. Hai anh ơi, chắc là hai anh đói lắm rồi, hai anh cầm bánh ăn đỡ nha. Tôi đi đi, đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây nữa. Cô ăn cơm bao giờ giàu đó nên cũng giống y hệt bọn họ thôi, đồ thất nhân ác đức. Đi đi. Thôi mà nụ, mày tốt với mấy người này làm chi, mất công vậy. Mày thấy họ hung dữ không, họ còn sẵn sớm với mày á. Đen, sao mày la cổ? Cổ chỉ có lòng tốt thôi mà. Mày dễ tin người quá. Những người trong nhà đó không ai tự tới hết. Từ lâu tôi đã không nuôi bọn nó rồi, bây giờ tôi càng cấm tôi hơn nữa. Không nói nhiều nữa. Đi. Đi. Ly biệt gia hương, tuế nguyệt đa, cần lai nhân sự bán tiêu ma.
Duy hữu môn tiền, kính hồ thủy. Xuân phong bất cải, cựu thời ba. Quê nhà xa cách, trải bao thu. Nhân sự gần đây đã sát sơ. Riêng có kính hồ bày trước cửa, gió xuân không đổi sóng thời xưa. Cặp đôi này thật là xứng lứa vừa đôi, tâm đầu ý hợp. Bà còn ngần ngại gì mà không chịu xe duyên cho tụi nó? Ôi, bộ ông nói giỡn phải không? Hay là ông nhìn gà quá cuốc? Đây là hai nam nhân mà, làm sao mà tôi kết tóc xe tơ được? Tuy bộ dạng bên ngoài là nam nhân, nhưng thật ra có một người là nữ. Ủa, thiệt vậy sao? Bà nhìn kỹ đi. Có phải Điền Quỳnh đang nhớ nhà? Quỳnh nhớ mẹ Quỳnh nhiều hơn. Hèn chi khi đọc bài thơ Hỷ Y Tuyến, giọng Quỳnh có vẻ xúc động ghê. Đề thiệt là tinh ý. Lúc đó Quỳnh liên tưởng tới má ở quê nhà. Má của Quỳnh giống y như hình ảnh trong bài thơ đó. Nghe Quỳnh nói đệ rất tò mò, muốn gặp mặt bác lắm. Má Quỳnh tuy không tảo tần cực khổ, nhưng bà là một người an phận thủ thường, sống nhẫn nhịn, biết trước biết sau. Quỳnh cũng lớn lên trong sự cam chịu của má. Lắm lúc Quỳnh cũng thấy mình thật là phi thường. Hình như là Quỳnh có điều gì u uẩn trong lòng. Đệ thực lòng muốn chia sớt cùng Quỳnh tất cả, nhưng mà lần nào Quỳnh cũng né tránh, không muốn kể về gia cảnh của mình, nên đệ cũng đành chịu thôi. Gia cảnh của Quỳnh có gì đâu mà đáng kể ra chứ. Nói ra càng thêm hổ thẹn. Mang danh là cậu Tư nhà họ Trương, nhưng mọi thứ phải làm theo sự sắp đặt của người khác. Nói ra còn thua mấy kẻ ăn người ở trong nhà. Vậy thì nói ra đi làm gì chứ? Quỳnh đang suy nghĩ điều gì vậy? Hình như là Quỳnh có một người anh, và Quỳnh rất nghe lời anh ấy. Anh của Quỳnh rất là giỏi, không có giống như Quỳnh đâu. Anh ấy gánh vác hết tất cả mọi chuyện trong nhà từ khi mà cha Quỳnh mất. Quỳnh theo nghiệp đèn sách cũng là ý muốn của Quỳnh ấy. Quỳnh nhớ hoài lời căn dặn là phải ráng trau dồi kinh sử để sau này thay anh mà làm rạng rỡ dòng họ. Quỳnh ấy cũng là một người rất là nghiêm khắc. Ước gì có ngày để được hội ngộ những người thân của Quỳnh thì hay biết mấy. Thôi, đừng nói về chuyện của nhà Quỳnh nữa, bây giờ nói về đệ đi. Đệ có gì đâu mà kể, là tiểu thư khuê cát, được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình khó ưa, khó chịu. Ủa, đệ đang nói ai vậy? Ý đệ là đệ đang nói về em gái của đệ. Ủa, bộ đệ có một người em gái sao? Sao không bao giờ Quỳnh nghe đệ nhắc tới? Chuyện này có gì đâu mà nói tới. Nhưng mà em gái của đệ có giống đệ hay không? Y như đúc. Vậy chắc là xinh đẹp và đáng yêu lắm. Đệ đáng yêu lắm sao? Đệ là nam nhi thì sao gọi là đáng yêu được? Tự nhiên cái đệ có một ý này. Nếu như mà có gì thất lễ thì xin Huynh bỏ qua cho.
Ủa, sao tự nhiên để lại khách sáo với huynh như vậy? À, tại chuyện này hệ trọng cả một đời. Để làm cho huynh tò mò quá. Chuyện gì mà hệ trọng dữ vậy? Nếu sau này có dịp huynh ghé nhà đệ, đệ sẽ cho huynh coi mắt em gái của đệ. Coi mắt em gái của đệ? Ừ. Nếu như mà ưng mắt á thì sẽ gả cho huynh luôn. Vậy lúc đó huynh sẽ kêu đệ bằng anh vợ hay sao? Ừ, theo gia dế thì phải gọi như vậy rồi chứ làm sao. Nghe không quen chút nào hết. Huynh chỉ muốn chúng ta giống như lúc này, là tri kỷ cùng nhau. Anh chàng Ngô Nhi dốc dáng mảnh mai, mặt hoa da phấn, nói năng nhỏ nhẹ đích thị là nữ cải nam trang rồi. Ủa, hay ha. Ông nói thì tôi mới nhận ra. Vậy sao cổ còn đòi giới thiệu em gái mình cho Trương công tử nữa? Nếu là người một nhà mà thân thiết như vậy thì cũng hay mà. À, hay là huynh đã đến ước, hay là có thanh mai trúc mã quê nhà rồi? Chuyện đó thì không có đâu. Nhưng thiết nghĩ chuyện này phải do anh của huynh quyết định. Sao lại là huynh ấy? Huynh không tự quyết định được người phối ngẫu với mình hay sao? Đệ không nghe câu quyền huynh thế phụ sao? Cha huynh mất rồi, vì vậy mọi việc trong nhà anh của huynh thay cha quyết định hết. Cho nên mọi chuyện huynh không dám hứa suông, e là mạo phạm tới Ngô tiểu thư. Huynh làm đệ tò mò hết sức về anh trai của huynh. Chắc là mỗi lời huynh ấy nói ra đều hét ra lửa, cho nên huynh mới nể trọng như vậy. Cô ấy đang tự làm may cho mình đó. Bà không hiểu được tình ý ở trong câu nói hay sao? Ha, đúng rồi ha. Thiệt ông á, thiệt là tinh ý à. Cặp này đúng là trời xanh một cặp, tri kỷ tri âm cả đời. Mình phải giúp họ đi bà. Vậy bây giờ bà hãy mau hãy đưa Sở Tư Hồng ra đây để giúp cho cặp đôi này. Cậu ơi, cậu ơi, cậu. Cậu ơi, có thư của ông gửi cho cậu. Trên thư có ghi rõ là gấp lắm cậu. Thôi chết rồi. Có chuyện gì sao đệ? Trong thư ghi rõ cha của đệ đã bệnh nặng, nói đệ phải về gấp. Nếu vậy thì đệ hãy mau mau khăn gối trở về nhà đi. Đệ sẽ đi gặp thầy nhân xin phép. Tiểu Đồng, về phòng thu dọn, lên đường sớm. Dạ cậu. Điền huynh à, đệ về thăm cha già. Chuyến này chắc cũng mấy tuần trăng. Khi nào cha đệ khỏe, đệ sẽ quay lại cùng huynh đọc sách ngâm thơ. Đệ hãy quay về chu toàn chữ hiếu, huynh sẽ ở đây chờ đệ. Đệ thiệt tình là không nỡ xa xa thầy, xa lớp và xa huynh. Huynh hiểu lòng đệ mà. Huynh ở đây cũng sẽ nhớ đệ nhiều lắm, và mong sớm ngày gặp lại đệ. Huynh nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya quá mà hao tổn tâm trí. Không có đệ ở đây nhắc chừng, không biết huynh có nhớ không nữa. Đệ yên tâm đi, huynh biết tự lo cho bản thân mình mà.
Vậy hứa với đệ là phải bảo trọng nha. Huynh hứa mà. Đệ đi nha. Đệ đi cẩn thận nha, thương lộ bình an. Đen à? Dạ. Hay là mày đi xuống khác mừng ăn nha. Cha biểu con đi đâu? Mà cớ chi con phải đi chứ? Cho chuyện đến nước này rồi, tao thấy hổ thẹn với bà con của bác ở đây quá. Tao còn mặt mũi nào nhìn thiên hạ nữa chứ? Con đâu có mần chi chuyện xấu xa mà cha phải mang nhục chứ. Tất cả mọi chuyện đều do thằng Trương công tử bày mưu tính kế hãm hại con mà. Ờ, thì cho là mày không làm, nhưng lỡ chọc giận người ta rồi thì chắc cũng khó sống ở đây lắm con à. Thôi, mình thân cô thế cô, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Lần này nhờ có cậu ba ra tay giải cứu, chứ lần sau không biết xảy ra chuyện gì nữa. Anh em tụi đó một ruột như nhau thôi, đều là con nhà Thất Đức, bóc lột hút máu dân đen, mắc gì chứ phải mang ơn tụi nó chứ. Con coi tụi nó là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Ơi, mày trách gì cậu ba nữa chứ? Dù gì cậu ba cũng là người cứu mạng mày đó. Một phần á cũng là do cái tính nóng nảy của mày mà ra. Cha đừng nhắc tới nữa, nhắc tới là còn sôi máu à. Thằng đó là Nguyễn Quân Tử, giả nhân giả nghĩa thôi. Đen à, coi như cha năn nỉ mày đó. Mày hãy đi mần ăn càng xa càng tốt, tránh sạch đất của nhà họ Trương ra đi. Không, con không đi. Đi như vậy là nhục nhã lắm cha biết không? Trời ơi Đen ơi, sao mày cứ cãi cha hoài vậy hả Đen? Hả? Nè, nếu sau này mà có xảy ra chuyện gì á, đừng có kêu cha ơi cha hỡi cứu con nghe không? Tao không có xin xỏ lãi lục người ta lần nữa đâu. Được rồi, sau này cha cứ mặc kệ con đi. Ai mượn cha lại lục gian xin cái đám họ Trương nữa chứ. Trời ơi, mày nói mày nhớ nha. Sau này á, việc sống chết của mày tao không cần nghĩ tới đâu. Nè nè nè, giờ này mà định đi đâu đó, đừng có gây thù chút quán nữa nha, làm cho tao bị già lấy đó. Tao già rồi, làm ơn cho tao sống yên ổn đi. Nè nè, mày đi thiệt hả? Trời ơi, con ơi là con khủng quá. Nhi về quê thình lình quá nên chưa kịp dọn dẹp phòng. Con vào dọn giúp sư đệ nha, để cô Nhi quay lại có chỗ sạch sẽ vào ở liền.
Cô Đệ. Trương huynh, có chuyện gì không Trương huynh? Nghe cô Đệ nói là than nóng, cho nên huynh làm cái quạt bo này để tặng cho Đệ nè. Đa tạ Trương huynh. Mát quá. Ủa, phòng này của Ngô Đệ hả? Có gì không Trương huynh? Sao giống phòng của con gái vậy? Có cái màn màu hồng nè, rồi nó có hoa nữa. Trời ơi, cái thằng Tiểu Đồng. Đệ dẫn nó ra chợ mua cái màn màu xanh, vậy mà nó mua cái màn màu hồng. Đã vậy còn qua què nữa chứ. Thiệt là loe loẹt mà. Đệ bực bữa giờ đó. Ủa, còn cái gương này của ai? Của đệ. Của con gái mà. Trời ơi, cái thằng Tiểu Đồng, cũng là nó đó. Tự nhiên ra chợ mua cái gương con gái rồi bắt đệ xài. Đệ đâu có biết đâu. Ủa, đệ chạy tóc bằng cái lược này hả? Không, cái thằng Tiểu Đồng này nó lượm ngoài đường ở đâu á, rồi tự nhiên mang về thì để xài thôi. Cái chậu hoa này chắc là của thằng Tiểu Đồng luôn đúng không? Huynh, Trương huynh, không có gì á thì huynh về phòng nghỉ ngơi đi ha. Để muốn ôn bài ha. Ngày mai lên lớp rồi mình gặp. Ở đây đi, huynh đệ mình ôn bài với nhau luôn. Thôi, để nghỉ ngơi, để muốn nghỉ ngơi ha. Mà công nhận á, phòng của đệ giống phòng con gái thiệt, rất là đẹp. Quỳnh ơi, Quỳnh đi về đi, đệ muốn nghỉ ngơi mà. Giống phòng của con gái thiệt mà. Vô đây. Mời công tử. Bây giờ tao uống trước nha. Dạ. Rót tiếp. Đây tới nàng. Dạ. Uống đó. Dạ mời công tử. Giỏi dữ. Tiếp. Cậu bạn đây cậu. Cái thằng nhờ có chút xíu chuyện hả mà chậm chạp như đàn bà vậy đó. Mày làm cái gì mà đi lâu dữ vậy? Dạ, tại trời mưa bất chợt quá, con đục mưa. Mà cậu, cậu, trong lúc con đứng đục mưa, con nhìn thấy thằng Đen với thằng Tèo nó đi ngang qua đó cậu. Mà con tưởng là nó bị đuổi đi biệt xứ rồi chứ, mà sao nó còn lảng vảng ở làng cậu? Cái thằng công tử đang vui à, tự nhiên nói tên hai thằng đó làm gì? Bất cứng à. Đi ra hết đi. Đi. Dạ. Cậu, con xin lỗi cậu. Tại con thấy tụi nó đi thông dong ngoài đường nên con tức. Cậu xin lỗi cậu. Cũng do cái thằng ba mà ra. Tự dưng á làm quân tử làm gì? Không thôi hai thằng đó thân tàn ma dại, không chết cũng què quặt với tao rồi. Dạ. Nhưng hôm đó con thấy hai đứa nó bị người ta sỉ giả nhục mạ, con thấy vậy cũng đáng đời mà cậu.
Nhiều đó mà ăn thua cái gì? Tụi nó phải thịt nát xương tan, lưu đài biệt xứ thì tao mới chịu. Cậu à, bộ cậu tính ra tay với tụi nó nữa hả cậu? Mà cậu có mưu kế gì nữa hả cậu? Tao có một kế, nhưng mà lần này e rằng mày phải chịu cực khổ một chút xíu. Dạ không sao đâu cậu. Cậu muốn cái gì con cũng đáp ứng cho cậu hết á, miễn cậu vui là được rồi. Dạ cậu. Cậu ơi, cậu ai cho con đi cậu. Con biết lỗi rồi cậu ơi. Mày là cái đồ ăn hại, có một chút xíu chuyện mà làm cũng không xong. Mày có biết không, tao nuôi chó còn biết giữ nhà, mày á, nuôi mày chỉ thấy bực mình thôi. Mày đồ, đồ ăn hại. Cậu ơi, cậu ơi, cậu ai cho con. Con biết lỗi rồi cậu ơi. Nhìn cái gì hả? Điều trong môn kiếm, quân tôi thần tư hiếu trung, ơn sâu tròn đạo phụ tứ, trăm năm lòng son nghĩa một đời. Phù sướng phù tùy, xưa nay sang hèn trong môn kiếm, nhưng mây phù vân thoáng qua, nhưng sinh lệ nghĩa chi tín, cho nên vội quên lẽ ngũ thường. Chuyện nay tính xưa, trái lăng lên thời môn gia chúng hiếu làm đầu, gái lăn lên thời chữ tiến hạnh là câu trao mình, để huynh trao nặng lời danh, tứ tôn chớ vong tình hăng nghĩa phu thế. Đời người như gió như mây, lẽ sao mơ đời đừng vì xem trăng quên đèn, nhục vinh sương khô buồn vui bởi do đứng nhau.